Cho hỏi vong linh có phải bên ngoài hay không ạ? Hỏi phải hai ông Linh trước không? Mời vào. Mời vào. Hello, xin chào mừng ông bà cô chú và anh chị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Sunman TV cái nhà. Thưa ngài thì hiện tại bây giờ là mình đang đặt một cái gốc cam, là lấy gốc bên tượng mẹ Quan Âm và lấy luôn cái cửa. Tại vì hôm trước mình đặt hai gốc nó bu quá, thì mình muốn là đặt luôn lấy hai gốc này cho cái nhà mình xem tổng quát, để xem một lúc rồi cùng hai cảnh cái nha, bên đây bên đây. Đó, đôi khi chuyển coi con cảnh qua chuyển cảnh lại thì bên đây đôi khi xuất hiện gì thì các bạn không biết. Thì hôm nay mình có mua một mâm dĩa trái cây thôi nè, một dĩa trái cây, một dĩa hoa quả để cúng mẹ Quan Âm và một ít bánh tây mọi người. Thì hôm trước thì mình cũng đã giao tiếp được với hai ông Linh, và hai ông Linh nó được biết là hai ông Linh nó chết rất là lâu rồi, 30 năm rồi và vẫn chưa được giải thoát. Đó thì hôm trước thì mình nói là sẽ giúp cho hai vong linh đi về chùa hay được giải thoát, nhưng mà do hai vong linh vẫn còn cái nguyện vọng gì đó là chưa có làm được, nên mình hẹn với hai vong linh là đúng 12 giờ phía đêm nay là mình sẽ cúng kiến, và hy vọng là hai vong linh sẽ đến và mình sẽ giúp cho hai vong linh được đi. Thì bây giờ mình sẽ đốt nhang nha mọi người. Cái nhà mình thấy ở tập trước là cái nhà mình thấy vong linh họ mở cửa này ra rồi họ đi vô luôn đó. Bây giờ mình đốt nhang cả nhà. Thế vậy thì bây giờ mình sẽ tạm lánh mặt, chút nữa mình sẽ trở vào và cả nhà mình trong này quan sát xem là hai vong linh
có đến để hưởng được cúng hay không, và hôm nay mình cho hỏi vong linh có phải bên ngoài hay không ạ? Vong linh hay dạ? Chứ phải hỏi phải hai vong linh hôm trước không? Mời vào. Mời vào. Hôm trước tôi có hẹn hai vong là đúng 12 giờ khuya hôm nay, là đến đây tôi sẽ giúp cho hai vong đi siêu thoát hoặc là đi về chùa. Thì trước khi mà đi á, thì hãy vào đây đảnh lễ với ngài và ăn năn hối cải ha, hy vọng là sẽ bớt giảm cái tội nghiệp ở lúc mà còn sinh tiền, thì để mà có thể siêu thoát là một con người mới và không bị đày đọa với địa ngục nha. Thì bây giờ tôi sẽ tập linh mặt chút xíu nữa, tôi sẽ trở vô và hy vọng là sẽ gặp hai ông linh để mà giúp cho hai ông linh nha. Chào hai ông linh nha. Cái nhà thì thôi, bây giờ mình sẽ tạm linh mặt cho vong linh đến đi bái ngày ngâm đi, thì để sau đó thì mình sẽ trở vào và giúp cho hai ông linh như cái nhà.
Thì cô chú anh chị ơi, thì không biết nãy giờ cái này thế nào. Thì giờ mình sẽ ngồi để đợi xíu xem coi hay Hàm Linh xuất hiện thế nào đó nha. Bây giờ tôi đã sợ vô và đang đợi hai ông Linh xuất hiện để mà giúp cho hai ông Linh. Bây giờ nếu mà Hàm Linh nghe được là tôi xuất hiện đi. Chạy đâu mất rồi, cho hỏi ông Linh có nghe là tôi nói không ạ? Nhà ơi sao mất tiêu rồi hay đi vậy? Không cần giúp nữa. Xin nhắc lần nữa, nếu mà ông Linh có nghe là tôi nói xuất hiện để tôi giúp cho mà đi siêu thoát hơn về chùa nha. Tiêu luôn cả nhà. Thì cô chú chị không biết lý do vì sao mà hai ông Linh không xuất hiện cầm giúp cả nhà, thì không biết là có vấn đề gì không. Thì trong quá trình video cả nhà xem, nếu mà thấy như thế nào hãy comment với phần bình luận nha. Thì mình sẽ về xem lại coi video như thế nào mà tại sao mà ông Linh lúc đầu xuất hiện vào mình cho vào rồi hưởng đồ cúng hoặc là đến đây để lễ Phật đó, nhưng không biết lý do sao tại sao giờ không xuất hiện nha. Thì đến đây chắc mình lại xin khép đồ lại. Thì cảm ơn toàn thể bà cô chú anh chị các bạn đã xem video rất là nhiều. Thì hãy yêu quý kênh, like, đăng ký kênh, ủng hộ kênh cả nhà. Thì kênh mình thì cũng bảy mấy ngàn người đăng ký rồi, thì cũng sắp đạt lên nút bạc rồi. Cũng hy vọng là cô chú anh chị mình yêu quý nhấn nhấn nút đăng ký để mà mình có thể đạt được lúc bàn cái nhà. Thôi ok, cảm ơn người rất là nhiều. Chào cả nhà nha. Bye bye. Chúc cả nhà sức khỏe. Bye bye.